test âm ly Tuner 7900. Âm ly mã âm ly nổi tiếng, có tên tuổi trên thị trường. Bán giá 5,5 triệu. Đâm đi để tôi bán giá 5,5 triệu. Hàng còn đẹp xuất sắc, góc cạnh. Hai đèn tia. Vâng, xin cảm ơn. Giá cả thì trên thị trường nó có rất nhiều loại giá, tùy theo chất lượng của hàng. Nhưng các bác mà muốn mua hàng rẻ và cứ muốn đẹp như này thì không bao giờ có chuyện rẻ. Xin cảm ơn.